Chào các bác. Bác nào có muốn sử dụng một bộ dàn mà nghe nhạc bolero hay là nhạc trẻ hay đấy mà lại giá hấp dẫn đúng không ạ? Giá rẻ không ạ? Đấy thì alo cho em nhá. Thì đây là một bộ Onkyo FRX7DV. Nó là X7DV các bác nhá. X7 trơn không nói làm gì nhá. Nhưng đây là dòng X7DV. Tiếng oánh cực kỳ mượt và cực kỳ hay luôn. Đấy. Con này thì các bác có thể kết nối Smart TV này, điện thoại này hay là sử dụng CD. Đấy. Con này là đời DVD nhưng mà hiện tại thì em thử thì em chỉ có mỗi CD thôi chứ còn đĩa DVD thì em chẳng có cái nào, không biết là DVD có được không. Nhưng nói chung là cái CD này thì gọi là test thêm cho quá cho vui thôi. Đấy, bởi vì cái này nhiều khi có test xong về quá cũng chả dùng đâu mà. Chả mấy khi em thấy ai dùng CD mấy đâu. Cũng có một số bác dùng đấy nhưng mà ít lắm. Đấy. Thì là thử là CD vẫn chạy nhá. Dòng này thì là bát 13 các nhá, bát 13 bằng giấy gân cao su, tép của nó là dòng chấp đông. Nó lụa rất là mềm, màu ánh cực kỳ sáng tiếng luôn. Đấy. Loa thì là rộng 15.5, sâu 23.5 và cao là 27. Máy thì rộng là 20.5, cao 15 và sâu là 32.5 tính kịch volume nhá. Đấy, về chức năng thì kết nối được Smart TV này, TV thông minh nhá, kết nối TV thông minh này, điện thoại này, máy tính này, CD chạy này, đó. Còn mà đây là hiện tại thì mắt nó kém thì coi như bỏ qua, bởi vì cái này thì con này nếu mà bác nào thích làm giải mã thì nó không cần mồi. Thì nhiều khi mà đây này thì các bác chả ai dùng đâu. Đấy, thì coi như bỏ qua. Con này thì nó sử dụng công nghệ riêng của Onkyo nhá, đó là công nghệ D-Link 2. Đó. Nó sẽ có D-Link, D-Link 1 và D-Link 2 thì con này nó mặc định là cao nhất luôn. D-Link 2 bởi vì sau này con này các bác có thể nâng cấp thành một bộ dàn 5.1 xem phim được. Có thể nâng cấp nhá các bác nhá, nâng cấp được luôn. Chỉ cần mua cho em con súp VK39 hoặc con VK37 kết nối vào con này cộng thêm con loa center với hai con vệ tinh. Đấy, là các bác có thể nâng cấp thành một bộ dàn 5.1 vừa xem phim vừa nghe nhạc. Và nó hay hơn rất tất cả những cái dòng dàn chuyên xem phim. Các bác nào nếu mà đang dùng những dàn xem phim mà dùng su hơi nhá, nhảy ra con này mà xem phim thì thua con này xa. Con kia được 8 thì con này phải được 20. Đấy, nó phải hơn hẳn như vậy luôn các bác nhá. Bởi vì những cái dòng này ngày xưa em bán gọi là kỷ lục luôn. Có những tháng em bán được đâu đấy là rơi khoảng là 15 16 bộ luôn. Em xin phép nghe điện thoại tí nhá. Vâng, đấy. Lại có bác khách chốt hàng các bác ạ. Chốt rất nhanh bác khách ở Đồng Nai. Đấy, chốt một con âm đi 5.1. Rồi, đấy thì em lên sóng cho các bác là cái bộ này như này nhá. Đấy thì là em thử là CD nó vẫn chạy nhá. Là bây giờ em sẽ test nốt đường quang và đường điện thoại cho các bác nhá. Đấy, test nốt đường quang và đường điện thoại. Cái CD để nó là tiếng Nhật này. Lách bài có chỉ được chỉnh cái phần này nhá. Chỉnh cái này là lách bài. Nói chung nghe dòng là tiếng ấm đó các bạn. Đấy. Thì về các bác nhớ dùng đĩa SIM cho em nhá, đừng dùng đĩa cũ đĩa mốc nhá. Đây chuyển. Đây là đường TV này. Sao quên được anh ơi, những đêm buồn nhìn về dĩ vãng xa xôi, đến bao kỷ niệm là bao nhiêu tình mà đành quên sao, anh giờ đành quên sao. Tình mình hôm nào đâu ngờ rằng chim bao nhớ thương ôi là bao. Điện thoại này. Đấy, bạn nào thích kết nối máy tính điện thoại chuyển về đây. Màn hình thì led căng rồi. Hàng bán này thì nói chung là cái chuyện nó vui bằng một tí hay là nó xuất sắc nhẹ một tí thì các bác thông cảm nhá, không tránh được đâu nhá. Nhưng mà con này em thấy là tình trạng hàng hóa còn rất là đẹp luôn. Kết nối TV này, điện thoại này, súp này, đó. Súp 5.1 nhá.
Thì CD chạy này, MD chạy, điện thoại chạy, à, em xin lỗi là CD, điện thoại, quang, máy tính các thứ là kết nối là ok hết nhá. Đấy thì bộ này giá của nó là 1.250.000 các bạn nhá. À 2.250.000 nhá. Giá này 2.250.000. Đấy. Thôi bây giờ nhanh đi, bây giờ cũng là trưa rồi. À nếu bác nào mà lấy bộ này nhá thì em tặng luôn này, một cái đổi nguồn 200.000 này. Đấy, chơi lớn luôn này. Một cái dây quang 150.000 này. Một cái dây điện thoại 50.000 này. Được chưa ạ? Tổng phần quà tặng các bác là bao nhiêu? 400.000. Các bác mua ở đâu được cái bộ dàn này không ạ? Mua dàn 1.250.000. À mua 2.250.000 nhá. Mua bộ dàn 2.250.000, em xin lỗi nhá. Nó chưa, nó đói, nó hay đọc, nó vấp. Giá bộ dàn là 2.250.000 mà lại tặng quà 400.000. Các bác thấy sướng chưa? Tội gì không mua. Alo cho em nhá, lấy ngay bộ này về. Đấy, đổi nguồn 200, dây quang 150, dây điện thoại 50, 400.000, quá ngon. Đấy. Về chả phải mua cái gì cả, chỉ việc cứ thế này là kết nối là dùng. Máy kết nối vào nguồn, dây quang kết nối vào tivi, xong kết nối vào đây, điện thoại, máy tính kết nối vào xong. Thế là các bác dùng rồi, ngon không ạ? Quá ngon. Chả phải mua thêm gì mà lại giá quá rẻ. Bình thường mình bỏ ra là 2.250.000 mà mua chỉ được mỗi bộ dàn mà lại không được tặng cái gì. Đấy, hôm nay lại được tặng phần quà quá hấp dẫn luôn. Tội gì không chơi các bác. Vâng, xin chào các bác nhá.